Chào các bạn, hôm nay mình chuyển sang làm một cái bài tập gia công nhiều mặt trên một sản phẩm và tôi dùng cái chức năng là xoay trục khi mình định vị chi tiết. Tôi dùng cái file là housing trong thư mục là practice housing. Và đây thì mình sẽ có cái đồ gá luôn các bạn, mình sẽ có một cái là plate đây, làm cái bàn xoay của nó. Thì sẽ tôi làm nhiều trước và mình nêu nhé, tôi làm từ đầu luôn. Đây, tôi đặt tên là housing. Thì đầu tiên vô tôi sẽ set up trước cái work center của tôi. Thì thông thường mình làm các bạn là mình làm là 3 assist, đây mình làm 4 nhé. Mình sẽ là 4 nè. Và mình cho nó cái trục xoay là trục mình để là trục B. Ok. Tiếp theo thì tôi sẽ đưa một cái workpiece nó vào. Tôi đưa một cái đồ gá vào nhé. Thì tôi để cái fixture trước nè. Rồi tôi load nó vào. Là chính là cái plate này của mình đây. Cho nó là consign. Anh này đi với anh này cũng là trùng khít vào. Rồi các bạn lưu ý luôn ở đây á, tình hình là mình sẽ làm một cái giống con dao có bằng máy là máy ngang các bạn, tức là cái trục chính mình sẽ làm ngang. Thì khi đó thì trục dắt phải làm xoay ngang, cho tôi tạo cái uset mới nhé. Để tôi làm một cái điểm không của nó. Thì tôi tạo một cái uset nè, điểm chuẩn tôi vẫn là cái mặt này. Cái mặt này và cái mặt này. Nhưng mà cái hướng đó các bạn, orientation có thể bình chỉnh lại nha. Ví dụ như cái anh này nè sẽ là trục Y của tôi, và cái anh này á là trục Z. Vậy như cái má tôi là trục Z hướng ra đây nhé, thì tôi ok luôn. Rồi cái anh đầu tiên tôi ẩn đi nhé. Đây mình xài anh này các bạn, mình xài anh này đây. Thì mình tạo một cái operation uset, mình chọn anh mới của mình nè, nó trục dắt hướng ra như vậy. Rồi đồ gá mình lót cái đồ gá mình lên hồi nãy lên rồi ha, chính là cái anh này, mình đồng ý luôn. Sau đó thì mình đưa cái chi tiết mình vào, đưa cái housing này vào nha. Thì bây giờ cái này các bạn, tình hình là mình làm cái phôi đúc, tức là mình đã đúc gần xong rồi, mình chỉ cần một số cái mặt thôi. Tôi để hướng này nhé, rồi tôi ráp nó lên nè, cho anh này trùng cái mặt to này, anh này thì đi với anh này. Ok, tắt một chỗ dễ nhìn đi. Rồi tiếp theo do mình gia công các bạn, thì mình cũng định vị, mình định vị nha, điểm ở đây một cái điểm uset nè. Một lát đó mình gia công mặt này xong mình sẽ xoay qua 90 độ như vậy trên từng đây nè. Tôi tại những điểm là uset như vậy luôn, thì tôi cũng có thể là tạo một cái uset nhé. Bật datum lên rồi tôi lấy cái mặt như là cái mặt này, cái mặt này, và tôi mượn cái mặt này trục Z cũng hướng ra đó các bạn, trục Y mình hướng lên nhé. Thì chỗ này nè mình để là trục Y, anh này sẽ là trục X, thì trương nhân Z mình sẽ cho ra như vậy. Ok, thì mình có bao nhiêu mặt á, mình sẽ làm bao nhiêu cái uset như vậy. Nhưng mà ở đây tôi chỉ làm cái mặt này và cái mặt này thôi, thì tôi tạo hai cái thôi. Tôi cũng chọn anh này, anh này và cái mặt ngoài đây. Thì Z tôi vẫn là phải hướng ra nè, thì lúc đó tôi để cái mặt top này sẽ là trục Y, rồi anh này sẽ là trục X. Z tôi hướng ra đúng rồi, tôi ok luôn. Đây thì cái uset như vậy. Tiếp theo thì mình tạo phôi. Thì ở bước này các bạn, cái phôi của mình á là mình tạo dạng phôi đúc, tức là mình sẽ copy lại cái anh này để mình thêm một số cái phần tử phụ vào. Thì tôi sẽ tạo workpiece bằng cách là inherited. Tôi lấy lại cái anh housing này nha, tôi cũng lắp giống như vậy luôn. Tôi cũng lấy cái anh mặt đáy này để trùng với cái anh này, anh này trùng với anh này, và cái anh này tôi cho trùng anh này luôn cũng được. Lúc này các bạn, mình sẽ đặt tên cho mình, như mình đặt tên là workpiece nhé. Mình tạo cái file mới trên cơ sở là cái file cái chi tiết của mình. Ở đây, ok. Cái name mình là NC workpiece, đây, mặc định nó cũng được nhé, mình đồng ý luôn. Rồi, anh này mình sẽ mở ra các bạn.
ngay vị trí này. Thì bây giờ giả sử tôi sẽ thêm một số cái phần tử, ví dụ như là khi mà đúc xong á thì tôi chưa có những cái lỗ này, cái mặt nó dày hơn, tôi bỏ phần tử này thì mình dùng chức năng là flexible modeling các bạn. Mình chuyển qua này nhé. Đầu tiên tôi nhận diện cái lỗ trước nè, tôi nhận diện nó, sau đó tôi dùng chức năng là nhận diện pattern. Để như vậy, để khi tôi xóa một lỗ này nè, tôi xóa một lỗ xong, tôi có thể là chọn nó, tôi pattern nó ra. Đây, nó xóa toàn bộ tôi luôn. Cái lưỡi bé đây, tôi cũng không xài ha. Tôi cũng thể là flexible, tôi pattern, tôi delete nó rất là nhanh. Tương tự như vậy, bây giờ tôi muốn xóa luôn cái bậc này. Dù cái đúc xong chưa có cái bậc này, tôi cũng chọn nó nha. Rồi tôi cũng là remove rất là nhanh. Rồi cái mặt tôi muốn cho nó dày ra một tí thì tôi chọn anh, tôi offset. Và các bạn lưu ý là bản 4.0 này thì cái menu, những cái chức năng tự chọn phần này nó khá linh hoạt. Các bạn có thể để vào là dụ như .02 thì .2 đi nha. Cái đơn vị tôi bị là mét các bạn, nó nhỏ thôi. Tôi xem đơn vị lại nha, hay là nó in gì tôi không nhớ rõ nữa. Nó là in các bạn, nó bé thôi ha. Tiếp theo, bây giờ tôi muốn như vậy nha, tôi cũng muốn là bỏ cái lỗ này đi. Thì tôi chọn anh này, nhấn Ctrl, tại nó có hai lỗ, tôi khỏi còn nhận diện, nhấn mất công. Tôi remove luôn. Sau tôi cũng chọn cái mặt này và cái mặt này. Tôi cũng kéo dài nó ra một tí nhé. Nhiều tôi cũng kéo dài ra là 0.2 đi. 0.1 rồi này, 0.1 rồi. Đồng ý. Thì tất nhiên là tôi làm minh họa, tôi sẽ làm hai cái thôi. Các bạn có thể làm nhiều cái, mặt trên mặt dưới gì nhiều cũng được. Thì tôi lưu nó lại nha. Mà thấy phone mình dựng mình nè ha. Bây giờ cái phone mình nó dày một tí luôn không nè. Làm sao gia công nó. Thì gia công thì bình thường các bạn, mình sẽ vào cái phần là mill. Tôi gia công mặt phẳng, tôi dùng pháp face. Thì tôi dùng phương pháp là face. Tôi chọn con dao, chưa có dao đúng không nè. Tôi tạo con dao là 30 đi, 30R2 nhé. Tôi apply. À, nói đây là 30R2, còn là bull mill thì đây chỉ là 30 và đây sẽ là 2. Rồi cái usage của nó các bạn, đối tượng gia công của mình là cái mặt này, nhưng mà cái mặt này thì bắt phải chọn đúng usage nó. Thì tôi bật cái usage lại nhé, tôi chọn usage này nè. Rồi cái mặt gia công của mình là cái mặt bên trong này các bạn. Parameter các bạn hãy chọn nhanh cũng được. Step depth tôi để dụ như là 1 ly nhé. Step over tôi để là 18 ly đi. Rồi các bạn chú ý ở đây mình có những ở giữa mình có sẵn thì mình đã để thay một cho nó chạy là nó vuốt qua luôn nhé. Piston thì là 5. Rồi spindle speed tôi để ví dụ như là 1000 tưới nguội. Cái lần thì để là bắt đầu từ mặt này nha, tôi kéo ra nè. Các bạn thấy hình như con dao mình hơi nhỏ đúng không? Thì tôi tạo lại con dao khác nha, cho nó bự bự một xíu. À, tôi tạo một con dao là 50R6 nè. Thì là con bull 50R6. Tôi dùng con này. Thì khi đó cái step over tôi để lên là dụ như là 32 cũng được. Đấy. Thì các bạn sẽ mô phỏng thử ha. À các bạn như vậy là nó làm nó chưa có ra ngoài đâu. Thật ra lúc này các bạn có hai cách làm. Một là các bạn sẽ chỉnh lượng dịch giao ngang lại, hoặc là tạo một cái volume mới, một cái surface mới á cho nó tràn qua. Tôi để dù nhỏ nhỏ thì để dụ như là 28 thôi. Cho nó sang hết cho mình. Ngoài ra, tất nhiên các bạn chỉnh được những cái này nữa. Tôi ôm lại thôi nha. Các bạn hãy chỉnh được cái vị trí mép đầu mép cuối là initio offset nha, để dụ như là 3. Mình để là 3 luôn chẳng hạn. Mình sẽ chỉnh cho mình được. Các bạn muốn điều chỉnh thì chỉnh như vậy nha. Đây là nó ra ngoài cho mình nhiều hơn tí rồi nè. Đó là mình điều chỉnh lại cái bước đó thì tùy các bạn điều chỉnh được. À, tôi đồng ý luôn. Bây giờ tôi đi khoan lỗ cho nó các bạn. Thì bình thường khoan lỗ mình cũng là vô stream ha. Các bạn cũng chọn ở đây là các bạn tạo một con C3 đi.
đây 3 nha, đây là 4 nè, đây là 6 nè, góc 90 độ rồi, 120 độ rồi, ok, ở đây có thể là 60, ở đây là 40, ok, rồi, tự động nhận diện hết toàn bộ cho mình luôn ha. Rồi có thể làm mặt để là cái mặt star bắt đầu của mình, mặt này, và các bạn chỉ đi xuống ví dụ như 2 ly thôi. Chế độ cắt mình thì để ra là ví dụ như 60, cái stand là 5, spindle speed thì ra 1000. Ok, làm mình quan tâm xong. Các bạn đã là copy cái anh này nha, Ctrl C, Ctrl V, còn paste nó xuống. Các bạn đổi con dao đường kính là D20. Apply. Rồi, các bạn chuyển từ thay vì các bạn khoan là khoan center standard thì các bạn hãy chọn là chức năng là black chip hoặc là deep hole back, các bạn để như vậy cũng được. Back to ví dụ như là 3 ly. Nó tăng lên 100 nhé. Nó tự là còn 800 thôi. Tới. Và cái chiều sâu các bạn nhớ là hay là mình để là up to select luôn, các bạn để cái mặt chiều sâu mặt đáy nó trong đây nè. Ok. Đây là mình xong cái việc gia công của mặt này. Bây giờ khi mình chuyển sang cái mặt thứ hai thì cũng bình thường thôi các bạn. Là các bạn dùng phương pháp là phay nè. Con dao mình sẽ chọn là con dao này nhá. Đối tượng gia công của mình lúc này các bạn không chọn mặt này được. Tại vì cái USB mình nằm hướng này rồi. Thì lúc đó các bạn phải chọn này một cái. Các bạn kỹ vào USB này. Rồi lúc đó thì các bạn có quyền chọn mặt gia công của mình là cái mặt này. À, chế độ cắt của mình thì để dụ như là 1800 nhá. Tôi để là 1 ly. Step over tôi để là con dao mình là 30, tôi để ngang 18 đi nhé. Tôi chạy lượt thay 1 nè. Distance là 5. Spindle speed tôi để 1500. Tới ngủi. Rồi clearance của mình thì mình chọn cái mặt là mặt này ha. Xong mình nắm mình kéo nó ra. Thì các bạn thấy ở đây á, là cái chạy dao nó hơi xấu xấu nè. Thì bạn để như vậy cũng được. Hoặc các bạn chuyển sang cái kiểu là mình để nó 90 độ, các bạn cut angle này nè, mình để là 90 độ nha thì nó chạy mượt như vậy luôn. Và tất nhiên các bạn điều chỉnh được cái là initial và cái final ha, đừng để là 2. Này là 2 thì nó sẽ dịch chuyển với mình. Đây. Ok. Tương tự như vậy các bạn thấy là khoan lỗ cũng được. Và bây giờ nếu mình đi mô phỏng các bạn mình sẽ thấy là như thế này ha. Mình để cho được streamline nè. Thế nó chạy cái lúc mà nó xoay trục cho mình này nha. Đây nó có những cái lúc transition nó xoay trục cho mình này. Và tất nhiên là cái bot của mình các bạn xuất ra ngoài chọn cái bot của mình á, là cái bot là nó có chức năng là 4 trục nha, các bạn phải edit cái bot lại. Khoan lỗ nha. Đây chưa nè. Rồi. Đây nó có phút cuối, phải có phút chuyển trục này nha. Đây nè, nó đổi USB các bạn nè. Đó, cái rotor shift này nó sẽ quay nha, trục B 90 độ. Với con mặt này. Trời. Cảm ơn các bạn.